Xin chào mọi người, hôm nay Quân sẽ giới thiệu với mọi người đây là một mẫu máy xay thịt, xay sụn, xay xiếc các thứ, xay thịt, đùn thịt. Thì đây là một mẫu máy với kiểu dáng là motor liền luôn với cối. Đây là chiếc cối và đây là motor. Và toàn bộ anh em có thể nhìn, nói luôn, đây là hàng inox, hàng xịn sò, hàng xuất khẩu. Anh em lưu ý nhé, đây là hàng inox và được sản xuất ở Việt Nam. Tuy nhiên một số phụ kiện thì hầu như là hàng Trung Quốc rồi, nhập về từ Trung Quốc. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy nó rất giống một cái mẫu mà mọi người hay biết, nó là mẫu của Đài Loan, hàng ATS. Nhưng thực tế mình nói luôn, đây không phải là máy ATS. Đấy, đây là máy liền khối sản xuất tại Việt Nam. Anh em lưu ý nhé. Và sẽ có tư vấn với mọi người trước hết là về cái cối bằng inox này, cối 12 nhé. Anh em lưu ý đây là cối 12. Với kích thước của nó, chiều dài nó rơi ra là 50, còn chiều này nó sẽ được là 27 hoặc là chiều cao là 30 phân. Đấy, rất chi là nhỏ gọn nhưng mà nó có võ đấy. Motor đang sử dụng ở đây là motor dây đồng, anh em lưu ý nhé. Motor dây đồng và vòng tua chậm. Anh em nhớ là vòng tua chậm nó chỉ đạt ngưỡng khoảng tầm 140 đến 180 vòng một phút. Với cái năng suất cho con máy này chuyên để xay thịt, xay sụn, xiếc các thứ ấy, chuyên về trong nhà hàng thì mọi người hay sử dụng cái này. Trọng lượng một cái máy này nó chỉ rơi ra khoảng tầm là 21 cân thôi. Rất chi là nhỏ gọn. Anh em mà bán thịt đặt luôn một con này trên quầy thì rất là hay. Tuy nhiên giá thành của nó cũng khá là là một bài toán để anh em có thể nhập mua được. Ở đây thì mọi người thắc mắc cái hộp này để làm gì? Đây là cái hộp mà để có thể là tăng tiến hoặc là lùi, tức là xay xuôi hoặc là xay ngược, thì nó sẽ là hai cái mẫu này. Riêng đối với cái dòng máy này thì nó là hai chiều xuôi chiều ngược nhé, bởi cái hộp này. Và đây anh em xem về cái cối hoàn toàn bằng inox, mình sẽ tháo ra cho mọi người xem cái kết cấu của nó như thế nào và cách tháo lắp như nào. Đây, mặt sàn đi theo máy luôn ở mức là 8 ly anh em nhé. Này, mặt bích này, mặt sàn này nó có vấu, anh em lưu ý này, mặt sàn có vấu. Đây là con dao bằng inox luôn. Còn đây là cái ruột này. Đấy, cái ruột nó sẽ theo hình vuông này. Và đây là cái đầu ti, anh em nhớ nhé, đây là cái đầu ti. Ngoài ra thì cái máy này rất hay để anh em có thể vệ sinh. Và cái máng này thì mình đã bắt ốc nó lại rồi. Mình đã bắt ốc nó lại rồi, không tháo được cái máng này. Nếu mà anh em muốn tháo phải tháo bỏ bốn con ốc này. Còn về cái cối này thì chúng ta chỉ cần việc tháo cái này ra. Đấy, tháo hai bên ra. Thế là chúng ta lấy được cái bộ cối. Cối 12. Cối số 12 bằng inox. Ruột inox. Ruột inox. Đấy, mọi người nhìn này, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Khi anh em lắp vào. Đấy, khi vệ sinh thì chúng ta tháo như vậy thôi. Cầm cái này thích đi làm gì thì làm, thích phụt kiểu gì thì phụt. Nó rất chi là hay. Rất chi là tiện ích. Đấy, khi lắp vào, anh em lắp. Lắp vào này. Vặn siết lại nhá, để cho nó chặt lại. Siết chặt lại. Ruột anh em cầm như thế này, lắp vào. Lắp xoay xoay này. Con dao cũng nặng phải hướng cái này ra ngoài nhá. Lắp nó vào này. Mặt sàn cũng vậy, có một cái gờ ở đây, cái cá ở đây. Đấy, nó là cái vấu. Khớp lại vào đây. Vặn vào. Chúng ta sẽ vặn nó như thế này. Có thêm một cái đi kèm theo máy là một cái ống phễu. Phễu này bằng nhựa. Thì nếu mà trong trường hợp anh em làm bên sụn ấy, hoặc là bên lạp xưởng lạp xiếc đấy, thì mọi người hay thích kiểu này. Đấy, chúng ta lắp vào như này. Chúng ta vặn lại. Thế nên là có thể được để lòng non vào đây và nó phụt ra. Mọi người tùy vào mỗi khách hàng hoặc muốn làm như nào thôi. Đây là cái gọi là cái chày đi. Chúng ta thả thịt vào đây. Trong trường hợp mà muốn nướng nhanh như nào thì chúng ta có thể ấn nó xuống. Ấn nó xuống. Đây là nhựa nhá. Tất cả cái màu trắng trên này nó bằng nhựa. Ấn nó vào như thế này. Có một sản phẩm rất hay không? Và bây giờ mọi người có thể xem. Ở đây nó khác với cái dòng ATS nhá. ATS thì hàng Đài Loan nhập về thì nó có thể tháo được cái này ra. Tuy nhiên hàng Việt Nam không tháo được, mình bịt kín luôn rồi. Bên trong này nó sẽ là hệ thống điện của nó, gồm tụ và các thứ của nó. Bây giờ mình sẽ chỉ mọi người. Khi mọi người mua máy về, dòng dây điện ra, cắm nó vào. Và chúng ta sẽ bật hai cái chiều này.
ở trên video thì nói chung là sẽ rất khó, mọi người có thể nhìn thì thôi là mình sẽ bỏ qua phần này, tuy nhiên là cho mọi người nghe. Mình bật như thế này thì là máy sẽ chạy theo một chiều, như hiện tại nó đang là chạy theo xuôi chiều đấy. Khó nhìn trên clip anh em không nhìn được nên bỏ qua nhé. Tắt về giữa là tắt này, tắt về giữa là tắt này, và chúng ta ví dụ như tắt nghẽn hay cái gì đấy chúng ta lại bật sang bên này thì nó sẽ chạy ngược lại, nó không giống như các cái dòng kia ở Việt Nam. Và dòng Việt Nam này là hàng xuất khẩu cho nên là nó sẽ có thêm cả cái bộ này mà nó đắt hơn ở cái bộ này nữa đấy. Vòng tua chạy chậm đủ để anh em thải trên này thả xuống, để thịt ở đây gạt vào hoặc là có thể thải trên này thả xuống. Cứ thả vào, thả vào thích thì dính cho cái. Đây là một cái mẫu máy rất là hiện đại, phù hợp cho các tiểu thương mà bán thịt ngoài chợ hoặc là các nhà hàng 5 sao 5 siếc gì, họ muốn cái nhu cầu là một con máy toàn bộ bằng inox và liền khối với tốc độ chậm và mọi người sử dụng đùn ra. Máy móc rất chi là hiện đại. Hàng này thì hầu như bên nhà hàng to, nhà hàng lớn người ta hay biết đến. Để biết thêm chi tiết về cái dòng máy này thì anh em vui lòng truy cập vào website của bên mình là maythucphamhoangquan.com hoặc gọi theo số hotline là 0941111699 hoặc 0973684391. Clip giới thiệu về máy đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.